Chào các bạn, với clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen với cả giọng ở trên Philo. Các bạn cũng biết rồi đấy, khi chúng ta hát thì thường là chúng ta sẽ bảo là tôi hát bài hát này ở giọng la thứ hoặc là giọng pha thứ hay là gì gì đó. Thì chúng ta thường thấy rằng là chúng ta hay nói về giọng hoặc là tông, đúng nhỉ? Anh hay giảm cho em cái một tông hay hai tông gì đó, đúng không? Thế chúng ta cũng có hiểu là giọng là gì không? Giọng thì nó là giọng của một cái bài hát ấy, hoặc là một bản nhạc ấy, thì nó thường là quy ước ở trong một cái điệu thức, nghĩa là người ta cái xếp chồng các người ta cái sắp xếp các cái nốt nhạc nghe nó thật là hợp lý. Đấy, người nghe cảm thấy nó rất là êm tai và người ta sau này người ta quy ước nó thành là mỗi cái đó là người ta gọi là một giọng. Giả sử như là tôi sẽ có một cái giả sử như này, một ví dụ như này, như là giọng đô trưởng chẳng hạn. Đô trưởng thì ta sẽ có từ nốt đô, sắp xếp nốt đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Khi chúng ta nghe âm thanh từ nốt này lên nốt kia, chúng ta sẽ cảm thấy nó nghe cả cái hàng âm này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái sự mềm mại nhất định nào đó. Mình nghe ấy cảm nó rất là dễ dễ nghe. Chúng ta nghe thử cái giọng hay là tông đô trưởng này nhé. Tôi cho tốc độ nhanh hơn một chút để chúng ta nghe cho nó dễ hơn. Đấy, thì cái có nghĩa là trong một cái bản nhạc người ta sẽ trong cái bản nhạc có giọng đô trưởng, người ta sẽ lấy tất cả các cái nốt nhạc này lên để người ta có thể tạo thành một cái bài bài nhạc cụ thể nào đó. Giả sử như là chúng ta làm một cái giai điệu như này chẳng hạn. Cho nó phức tạp lên một tí. Xin lỗi, cái này không lấy được. Đấy, ta sắp xếp một cái giai điệu linh tinh như này, nhưng mà chúng ta nghe chúng ta sẽ thấy rằng là nó vẫn cứ êm tai chứ nó không đến nỗi là khó nghe lắm. Chúng ta lấy tất cả các cái nốt nhạc ở trên này thì chúng ta sẽ sắp xếp theo một cái tiết tấu nào đó thì sẽ tạo thành một cái bản nhạc. Chúng ta nghe cũng không khó chịu, nhưng mà chúng ta chú ý là nên kết thúc cái câu nhạc hoặc cái bài nhạc ấy của chúng ta ở các cái nốt đô hoặc là nốt son, thì bản nhạc chúng ta nghe sẽ không bị khó chịu. Nếu mà bạn kết thúc nó ở một cái nốt khác, nốt son hoặc nốt đô, thì chúng ta nghe nó sẽ khó chịu hơn một chút. Xin lỗi. Đấy, chúng ta kết nó ở một cái nốt khác thì nghe nó không được ổn định thế nào, hơi khó chịu. Thì người ta thường kết nó về các cái nốt như là ở trên bản nhạc chúng ta đây là nốt chính của nó là nốt đô đó. Thì chúng ta kết nó về nốt đô thì nghe nó sẽ dễ chịu hơn. Thế người ta gọi là giọng. Thì trong giọng của âm nhạc ấy, thì nó có khoảng 30 loại giọng khác nhau. Như ở đây là giọng đô trưởng.
giọng đôi trường là cái giọng nó không có một cái dấu hóa nào ở ở đầu khúc nhạc cả, nghĩa là sau khóa son nó không có một cái dấu hóa nào hết, người ta biết nó là giọng đôi trường hoặc là giọng la thứ. Giọng la thứ là cái giọng nó cũng không có hóa biểu ở ngoài khúc nhạc này, người ta gọi nó là giọng song song với cả giọng đôi trường. La thứ là giọng song song với đôi trường. Tôi sẽ lấy cái âm la thứ. Đây là giọng đôi trường, đây là giọng la thứ. Giọng la thứ thì nó cũng không có cái hóa biểu nào. Đấy, người ta sắp xếp cái hàng âm của cái giọng la thứ là như vậy. Chúng ta cùng nghe giọng la thứ. Rồi, để chọn được một cái giọng cho cái bản nhạc này, khi người ta viết một cái giọng nào đó ở trên cái bản nhạc này, thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách như sau. Chúng ta sẽ vào nhấn vào cái biểu tượng có hai cái dấu dáng này này. Đấy, ở bên cạnh khóa son đấy có biểu tượng hai dấu dáng này, ta nhấn vào đó, sau đó ta nhấn vào bản nhạc. Bây giờ tôi có thể tôi xóa cái bản nhạc này đi đã nhé, và tôi cứ để đi, cứ để đi để các bạn có thể theo dõi nó dễ này. Ta nhấn vào cái hai dấu dáng này, ta nhấn kép vào cái đầu khung nhạc thứ nhất, nhấn kép vào đầu khung nhạc thứ nhất ở khoảng chỗ khóa son này này. Đấy, nhấn đơn cũng được, không cần phải nhấn kép thì chúng ta sẽ chọn được hết toàn bộ cái bản nhạc. Sau đó ta nhấn kép vào cái vùng mà chúng ta chọn đây, bất kỳ chỗ nào ở trên cái vùng màu xanh chúng ta được chọn đây này, nhấn kép vào thì nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta cái khung để chúng ta chọn cái tông hoặc là chọn giọng. Ở đây ta thấy ở đây là người ta ghi là giọng C minor, đây gọi là giọng đôi trường. Song song với giọng đôi trường thì người ta có giọng thứ, song song với nó là giọng la thứ. Đó, chúng ta thấy là giọng đôi trường thì không có dấu hóa biểu gì cả, và giọng la thứ cũng vậy, người ta gọi là giọng song song với nhau, hai giọng này song song với nhau. Bây giờ để có được cái giọng khác thì ta nhấn vào cái mũi tên này, ta nhấn vào mũi tên này thì ta sẽ được một giọng khác, nó có một cái dấu thăng ở cạnh khóa son, và ở đây người ta viết là giọng son trưởng. Một dấu thăng là giọng son trưởng, song song với cả giọng son trưởng là giọng mi thứ. Ta chọn vào giọng thứ thì đã có mi thứ đó. Nếu mà ta tăng lên nữa thì ta sẽ có được các cái giọng có dấu hóa biểu là dấu thăng. Nếu ta kéo xuống thì nó có các cái dấu biểu là dấu dáng. Đó, ta thấy như ở đây là rê thứ. Bây giờ ta chuyển sang giọng song song với rê thứ là giọng pha trưởng. Bây giờ ta thử xem là khi mà ta tăng cái này lên thì cái bên dưới này, cái trong này nó sẽ thế nào nhé. Đây gọi là, tôi gọi là tăng tông. Nhấn vào cái up này, ta chọn một cái tông khác, có nghĩa là như giả sử đây là tông đô trưởng, bây giờ ta chọn tông pha trưởng thì ta nhấn down thì nghĩa là hạ tông xuống, nhấn up là tăng tông lên. Nhấn vào up ta thấy nó thay đổi thế nào nhé. Đó, lúc này nó sẽ, cái vừa rồi chúng ta vừa viết ấy, nó đã nhảy sang giọng pha trưởng. Ở đây là giọng pha trưởng, bên dưới là giọng rê thứ, là giọng song song với nó. Ta đã thử xem này, vâng, nó cao hơn đúng không nhỉ, nó cao hơn là một cõng bốn cơ, nó cao hơn đúng không,
nó cao hơn so với cả giọng đôi trưởng vừa rồi chúng ta. Đó, có nghĩa là chúng ta vừa đã tăng tông lên rồi đấy, tăng tông lên. Nghĩa là mình hát vừa rồi mình hát giọng đôi trưởng thấy thấp quá, bây giờ mình muốn là nó hát nó cao hơn một chút thì chúng ta sẽ tăng tông lên. Đấy, vừa rồi tôi đã tăng lên thành giọng pha trưởng. Đấy nhỉ? Nó có rất nhiều giọng khác nữa. Chúng ta có thể tăng lên giọng son trưởng chẳng hạn. Ok. Rồi. Thế bây giờ để làm sao mà chúng ta xác định được trong bài nhạc nó đang hát ở giọng gì, thì chúng ta hãy cùng nhau xem này. Để biết được cái bản nhạc đó đang viết ở giọng gì thì chúng ta trước tiên chúng ta phải nhìn cái dấu hóa biểu. Chúng ta gọi đây là hóa biểu. Hóa biểu là các cái dấu hóa, như là dấu thăng, dấu giáng, người ta gọi là các dấu hóa ở ngoài, ở đứng ở đầu khung nhạc, ở sau khóa nhạc. Chúng ta chú ý nhé. Đây, hóa biểu đứng ở đằng sau khóa nhạc. Chúng ta thấy rằng nó xuất hiện những bao nhiêu dấu hóa, có nghĩa là bao nhiêu dấu thăng hoặc là bao nhiêu dấu giáng, thì chúng ta để chúng ta xác định. Như ở đây có một dấu thăng, chúng ta không biết nó là giọng gì, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng này và chúng ta nhấn kép vào cái bản nhạc của chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng là một dấu thăng có nghĩa là giọng son trưởng hoặc là giọng mi thứ. Một là giọng son trưởng, hai là giọng mi thứ ở trong cái bài này. Vậy chúng ta biết đâu là bản nhạc nó viết, đâu là bản nhạc viết ở giọng son trưởng, đâu là bản nhạc viết ở giọng mi thứ. Bởi vì nó đều có chung một cái hóa biểu như này, chúng ta không biết được bản nhạc nó viết ở cái giọng gì. Chúng ta cùng xem một ví dụ. Lấy một bài hát, bài hát này chẳng hạn. Bài hát này, bài hát Người lái đò thầm lặng này, ở đầu hóa biểu của nó có hai dấu giáng. Hai dấu giáng, nếu như bạn chưa thuộc là hai dấu giáng là thuộc giọng gì thì bạn có thể bạn kiểm tra lại bằng cách làm như vừa rồi. Còn nếu mà đây ta biết rồi, hai dấu giáng thì có nghĩa là giọng son thứ hoặc là giọng si giáng trưởng. Đây bạn có thể nhấn vào đây để xem bài hát thuộc giọng gì. Đây, giọng si giáng trưởng hoặc là giọng son thứ, đúng nhỉ? Son thứ hoặc là si giáng trưởng. Hết thì bây giờ thì ta xác định làm sao bài này là viết ở giọng si giáng trưởng hay là giọng son thứ đây. Thì ta sẽ chú ý, ta sẽ nhìn về ở phía cuối của bài nhạc. Ta sẽ kéo về phía cuối của bài nhạc. Cuối của bài nhạc kết thúc nếu mà là nốt rê hoặc là nốt son thì thường là bản nhạc đó viết ở giọng son thứ. Nghĩa là nó kết thúc ở cái nốt nhạc nào thì thường là nó sẽ mang dáng dấp của cái giọng nó mang theo. Ở đây nó là giọng si giáng trưởng hoặc là giọng son thứ. Thế nên ta nhìn đây nó kết thúc ở nốt son thì ta biết là nó là giọng son thứ. Bài này viết ở giọng son thứ. Nếu mà nó mang nốt si, kết thúc của nó là mang nốt si, thì ta sẽ biết rằng là bài này nó mang dáng dấp của giọng si giáng trưởng. Các bạn chú ý nhé. Hoặc là tôi lấy một ví dụ một bài nhạc khác. Đây, như bài Diễm Xưa đây chẳng hạn. Bài Diễm Xưa này có một dấu thăng, thì ta biết là giọng son trưởng hoặc là giọng mi thứ thì đầu hóa biểu nó có một dấu thăng. Vậy ta lại kéo xuống cuối bản nhạc xem nó kết thúc ở nốt gì. Ở đây là nốt mi. Vậy thì cái bài hát này nó mang giọng mi thứ.
Lấy thêm một ví dụ nữa. Giả sử như bài Anh còn nợ em đây của anh Bằng, thì ta thấy rằng là đầu hóa biểu của nó không có dấu hóa nào. Vậy thì ta biết là đây là bài nhạc thuộc giọng đô trưởng hoặc là giọng la thứ. Vậy thì để xác định nó, ta cũng kéo xuống cuối bài, ta thấy ở đây có kết thúc là nốt la. Vậy thì ta biết bài hát này là bài hát viết ở giọng la thứ. Đó, biết được bài hát này viết ở giọng la thứ. Tiếp tục một bản nhạc nữa như bài Yesterday. Bài này có hai dấu thăng ở đầu khung nhạc. Hai dấu thăng thì nó thuộc là giọng rê trưởng hoặc là giọng si thứ. Nếu mà bạn không biết thì bạn cũng lại làm cái thao tác nhấn chuột để xem rê trưởng hoặc si thứ, đúng nhỉ? Và kết thúc của bản nhạc này lại kết thúc ở nốt pha. Đấy, tương đối là khó với các bạn là khi nó thấy nó kết thúc ở nốt pha. Kết thúc ở nốt pha như này thì nó sẽ ở giọng gì? Bởi vì là nó không kết thúc ở nốt rê mà cũng không kết thúc ở nốt si. Thì như lúc đầu tôi bảo đấy, thì chúng ta thấy rằng là bản nhạc mà nó kết thúc ở bản nhạc, đây tôi sẽ lấy về giọng mà rê trưởng, các bạn dễ hình dung. Khi chúng ta đây là tăng lên rồi, để tôi giảm nó xuống thì nhìn nó dễ. Giảm nó xuống thì nhìn nó dễ. Cao rồi. Rê trưởng. Đó. Ở đây thì ta thấy rằng là như vừa rồi chúng ta đã làm ví dụ, nếu nó kết thúc ở nốt rê hoặc là cái nốt ở quãng thứ năm, ta tính từ nốt rê đến cái nốt thứ năm là nốt gì mà thấy nó kết thúc ở cái nốt đó thì ta biết nó là nốt rê trưởng. Giả sử rê trưởng là có 1, 2, 3, 4, 5. Nếu nó kết thúc ở một trong hai nốt này, ta biết nó mang giọng rê trưởng. Nếu mà nốt này si do re mi fa, nếu nó kết thúc ở nốt đầu tiên hoặc là nốt thứ năm, thì ta biết nó sẽ mang cái dáng dấp của giọng đầu tiên ở cái nốt đầu tiên, nốt si thứ, đúng nhỉ? Giọng si thứ. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, vậy ta thấy rằng là kết thúc ở nốt rê hoặc là la thì là rê trưởng. Kết thúc ở si hoặc là fa thì là giọng si thứ. Thế vậy bài hát này nó kết thúc ở đâu? Kết thúc ở nốt fa, đúng nhỉ? Ta thấy nó kết thúc bài hát ở nốt fa. Vậy thì bài hát này nó là giọng si thứ. Chắc chắn nó không phải giọng trưởng mà nó là giọng thứ. Vậy để khi chúng ta tăng tông của cái bài hát này lên, giả sử là tôi hát cái bài hát này nó đến nốt rê mà tôi bảo là hát nốt rê thì nghe chừng là nó vẫn chưa được hay cho lắm. Tôi muốn là cái bài hát này nó phải cao hơn một tông chẳng hạn. Một tông của nó rê đến đến mi, đúng không nhỉ? Ta muốn là nó phải hát là giọng mi trưởng. Đấy. Xin lỗi, đây là giọng si thứ. Si thì ta muốn nó hát ở giọng đô thứ chẳng hạn. Ta muốn bài hát này ta hát ở giọng đô thứ cho nó ác liệt, cho nó hay. Thì ta sẽ làm như nào để tăng được tông của bài này lên? Ta nhấn chuột vào làm như vừa rồi. Ta chuyển đổi nó sang giọng đô thứ, tiếng kép để chuyển sang giọng đô thứ.
Giọng đô thứ gồm có 3 dấu giá. Đây. Ta chuyển nó về giọng đô thứ. Và ta cho nó up lên, nó lên cao hơn một chút. À, bài hát này mình để mặc định của nó là giọng mà giọng trưởng, đâm ra là nó bị nhảy nốt. Vậy ta sẽ làm cách khác là ta để nguyên, ta để giọng trưởng up lên. Thế là re trưởng ta sẽ cho lên mi trưởng, ba dấu ra mi giáng trưởng, nhấn ok. Thì lúc này bài hát của chúng ta đã được tăng lên một tông này. Đó, tăng lên một tông, thế thôi, để cho chúng ta dễ hát bài hát. Sau này khi chúng ta làm một bài hát, chúng ta phối một bài hát chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tăng được tông của bài hát đã lên để chúng ta hát. Bây giờ ta quay trở lại với cả cái phần đầu của chúng ta. Chúng ta thấy là giọng nhạc thì nó sẽ đưa nó về giọng đô trưởng như bình thường nhé, để chúng ta dễ hình dung. Khi chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là tôi vừa nói là cung, buổi trước tôi nói toàn nói là cung nhưng chẳng nửa cung. Thế đây, ở đây là sắp xếp như này này, ở giọng trưởng đã sắp xếp này, một cung, một cung, một nửa cung, một cung, một cung, một cung, một nửa cung. Để biết được các cung này thì chúng ta có thể sử dụng đến cái bạn này, ta nhấn chuột vào Windows, chọn vào đây. Trước tiên ta chọn ở đây đã, ta chuyển sang VST đã nhé, chọn MIDI, chọn Play Final Cut VST. Thì ở đây ta sẽ có thể mở được một cái đàn piano ra, chúng ta có thể nhìn, ta hình dung cho dễ. Ta sẽ thấy ở đây là một cây đàn piano. Ta cứ không biết cái nốt gì và nốt gì cả, ta không cần biết, mà ta chỉ cần biết rằng là cứ cứ hai cái phím đàn này, 1 2 thì nó tạo thành một nửa cung. Cứ hai phím đàn này tạo thành nửa cung, 3 phím đàn này nó sẽ tạo thành một cung. Đấy, ở đây ta thấy này, 1, 2, 3 thì ở đây là được một cung. 1, 2, 3 thì được một cung. 1, 2, 3 thì được một cung. Còn nếu ở đây hai phím đàn với nhau thì nó được nửa cung. Đây là nốt đồ này. Đồ, rê, mi, pha. Ở đây ta thấy nốt mi, nốt pha là một nửa cung. Son, la, si, đô. Đó, si đô là một nửa cung. Bây giờ với giọng rê trưởng chẳng hạn, tôi sẽ có này, rê mi là một cung, rê đến mi là một cung, mi đến pha này là nửa cung, cho nên là không đúng, mà nó phải là một cung cơ. Thì ta sẽ có là mi đến pha thẳng mới được một cung, đúng nhỉ? Sau đó đến son là từ pha thăng đến son là ta được nửa cung, nó đúng theo tiêu chuẩn là 1 1 nửa, đúng không? 1 1 một nửa. Son đến la là một cung. Đấy, la đến si là một cung, si đến đô thăng là một cung, đô thăng đến rê là nửa cung. Như vậy ta đã thấy rằng là cái giọng rê trưởng nó có hai nốt thăng, đó là nốt pha thăng và nốt đô thăng. Đấy, ta làm lại này,
Rê đến mi là một cung, mi Ừ. đến pha thăng là một cung, pha thăng đến son là một nửa cung, son đến la là một cung, la đến si là một cung, si đến đô thăng là một cung, và đô thăng đến rê thì là nửa cung. Đấy là giọng rê trưởng gồm hai dấu thăng, pha và đô. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Thế ta biết rằng là cái sự sắp xếp của nó là một một nửa, một 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 nửa. Thế còn giọng thứ thì là một nửa, một một nửa, một một. Đó, các bạn nhớ cái quy ước của nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta làm ở trên final thì nó rất là đơn giản, là họ đã làm cho chúng ta hết đầy đủ rồi. Dấu hóa biểu các thứ là họ đã làm cho chúng ta rất đầy đủ, là chúng ta không phải ngồi tính toán rất mất thời gian nhé. Cảm ơn các bạn.